Em thấy dạo này ngon không? Ngon, nó chẳng lẽ nó không ngon. Ngon là biết nhờ gì không? Cái này cái gì? Bảy bảy cái này là một phần thôi. Cái gì? Một ngày at least 3 hộp Lean Body. Rồi, 3 chai Lean Body. Thấy nó nét không? Nét không, nét. Giả mỡ, giả mỡ. Nét hành, làm mới không sai, nó mỡ luôn. Nét xưa đó giờ giveaway rồi. Bây giờ là chơi theo cơ chế của Lập đó là đốt mỡ tự nhiên bằng Lean Body. Tập luyện cường độ cao, đẩy BMI lên healthy. Nhưng mà cường độ cao thì phải có cái gì? Đương nhiên là tập là phải có điều cao xịn rồi. Nhưng mà không có nhiều mất công, tao thắc mắc ý kiến. Nãy giờ chạy em ra lâu quá, các đứa muốn chết luôn. Bữa nay là anh, hôm qua là em quay mệt rồi, tới bữa nay tới anh sang quay 4 bài. Quay 4 bài để cho tụi nhỏ ở nhà nó dựng anh chuẩn bị đi Mỹ. Thật không thể tin được. Khát nước, đang khát nước. Này. Đang khát nước, đang khát nước. Ờ đi. Chia nha. Cái đó là reward cao. Reward cao mất cái cầm tin mà. Lấy giùm anh cái ly. Uống hả? Uống này hả? Uống chứ. Ủa bữa nay đứng chơi thôi mà uống này hả? Trời ơi, đứng chơi đang mệt đây, uống cho tiện. Cái loại này là xịn lắm. Nói chung là xịn, rất là xịn, không cần phải nói nhiều, nếu nói thì người ta nói quảng cáo phải không? Bây giờ pha cái nước là hết hồn nè, không hề có chất bảo quản, tự nhiên 100% natural hết. Làm những công đoạn quan trọng làm hen mặt mà những thành phần nó toàn là bằng sáng chế không xỉu luôn. Là trong tập là hen mặt chết. À. Thấy giống trà trà không? Ừ, đúng trà dạ. Có mịn chưa? Không có miếng bột nào hết á. Ngon ngon. Đây đang quay FST7. Đó là những cái bài tập nằm trong sorry Lean Body ngày xưa đó. Thì Lean Body ngày xưa cái phần nào quay hết rồi, giờ quay thêm những cái phần mà bổ sung này nó kia. Thì ở cái giai đoạn cuối của Lean Body chúng ta có thể kết thúc bằng nhiều cái cách khác nhau, đó có set, drop set, try set. Và bây giờ là FST7 bổ sung vô để mình kích thích cường độ cao của buổi tập. Vậy thôi. Bữa nay target mình là quay 4 video. Anh quay 4 video FST7 mỗi nói chung là cũng đúng nguyên tắc các bạn, tại hôm nay là ngày tập hình show đó, mẹ hình show thì mình chơi hai cái FST7 là quá ghê rồi. Nhưng mà tại vì nói chung là quay video ngoài thì nó không giống như chúng ta tập, chúng ta phải cố gắng chúng ta làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể. Và quay thêm một kỹ năng, một bài đó nó về cường độ cao bình thường thôi, đó phải FST7 của nhóm cơ lưng. Bài tập đầu tiên chúng ta sẽ tập là cái máy này. Đó là cái máy này rất là thích, cái độ kéo của máy này rất là êm, rất là mượt mà. Nói chung là vô đây mà vô BBT mà tập máy này là bỏ. Vậy thôi, thì nó tóm lại chúng ta phải tận dụng những cái máy tập VIP để chúng ta thực hiện cường độ cao. Mà thực hiện được cường độ cao thì phải có điều cao xịn và intra xịn. Quan cái thầy Hữu kem luôn cưng. Nói chung thì thầy có hai loại intra này intra không calo. Còn bữa nào mà thầy đói quá thầy có đồ độc nữa. Thầy có intra có calo nữa mà thầy có chia sẻ được sao mới bạn mua. Sợ mua. Thì trong buổi tập thầy chỉ có vậy thôi. Còn bất cường cao thầy uống hero. Rồi trong ngày thầy uống Lean Body mà nước. Giờ tự nhiên tôi nói là gì thăm quý phụ bần, bây giờ có nước chơi bột rồi mẹ. Thưa có bột thêm viên. Đúng rồi đó. Bây giờ bột là pha thứ nhất là bất tiện nè, thứ hai là pha nó không có tan hết, nó không có mượt mà, nó còn cặn đồ uống nó cũng ngon bằng nước nữa. Phải không? Bây giờ nó có ATD rồi tự nhiên cái nó chảnh lên nè. Tại vì nói chung đồ mắc quá ít mua nó còn nhiều anh uống á. Vậy thôi chứ mình chơi hết. Rồi, thôi. Pha thêm củ kem nữa, kem này kem độc. Cho các bạn coi cái tiếng tách ly sâm banh cho nó vui. Đây, bỏ vô đi. Cái này cũng quay mấy lần rồi các bạn. Tôi ghét nhất mấy hàng Evolution nó quảng cáo kiểu lâu lâu. Dạ. Nó không có tôn trọng đồ á, để vậy nè. Ông để vậy nè, cái ly đây, cái ông cút bột ra, ông đổ từ trên xuống cho bột bay. Mà có cái mô tiếp làm hoài mà đi coi. Nguyên cái đám nó có mô tiếp làm hoài, hàng nào cũng vậy đó. Tức là cái quảng cáo của nó là vậy, để vậy nè. À, xong cái hũ đâu đây nè, cái ông cầm đổ nè. Như kiểu tập xong mệt làm biếng á thầy. Xạo chứ mệt là biếng, cái nó diễn thôi chứ. Nói chung á nè, đổ đàng hoàng, bỏ vai mà lưng bụi. Thế về đây rồi mấy trẻ trâu Việt Nam bắt trước vô tập tha phấn từ lưa tới phòng. Rồi, giờ chúng ta sẽ khui cái này để kết thúc video đầu tiên nha. Đầu tiên là video dạo đầu thôi. Dạo đầu để cho biết là các bạn là trong giai đoạn này Duy Nguyễn đẹp trai sao, rồi xài súp gì. Đang tập luyện theo cái triết lý gì, cơ chế gì. Đẹp sao? Bộ đẹp của một cậu da đẹp, bộ tập thấy không? Ủa, đẹp nó đẹp chứ sợ khỉ nào chứ nó đẹp. Trời ơi. Năm nay gần 40 tuổi rồi đó không? Làm tập ngày có 1 tiếng hồ à. Bận bao nhiêu là việc nè, test trip nè nọ kìa. Quá trời quá đất luôn, mà vậy là ngon rồi. Đổi gì nữa? Hỏi tướng gì muốn như nó trời. Thôi bị đẹp à, da hơi bị ngon à. Ngon dữ. Nè cho bạn nghe này nghe em tâm nè. Sâm banh, tôi tặng sâm banh. Ôi giời. Rồi, thôi, bye bye. Vô.